to đáng ghét. Tại sao từ trong chuyện cổ tích ra đến ngoài đời ta đều không thể ăn được chùm nho như vậy hả? Người về mà ăn uống tập thể dục thêm đi. Người đâu mà ốm tao mốm teo, đùi vận động, sao mà nhảy lên cao nổi? Người đó, ta sẽ về bồi bổ đây. Nhất định ta sẽ khỏe mạnh để đến đây sưởi tái mì. Con cáo kia, dám trộm nho hả? Ôi trời, ôi, đốc tức khỏe. Xin chào đốc tức khỏe. Ai, Đình Toàn công nhận nha, đốc tức khỏe khỏe thiệt á. Chạy đến mức mà Đình Toàn giết không kịp luôn à. Em chào anh MC. À, anh Đình Toàn chào bé Nho. Chà, mà Đình Toàn thấy đốc tức khỏe thương nho quý nho ghê nha. Cáo định hái nho là đốc tức khỏe đuổi đi liền. Vậy là tại MC không biết nho rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Sai, Đình Toàn biết chứ sao không biết. Vậy MC nói xem nho tốt như thế nào. Nè, nho là một loại trái cây ăn rất ngon, làm nước ép uống cũng ngon, ngâm rượu uống ngon luôn. Vậy công dụng của mấy món đó là gì? Thì là nó bổ. Lại chỉ mỗi từ bổ là bổ ngang hay bổ dọc? À, thôi nho em khó quá. Tại vì anh Đình Toàn không biết, cho nên đến nhờ em với lại đốc tôi khỏe nói cho anh biết. Được rồi, đừng làm khó MC nữa mà nho. Con nói công dụng ưu việt của con cho MC biết đi. Em là loại trái cây có rất nhiều vitamin và khoáng chất, mà nó có giá trị vô cùng có lợi, giúp tăng cường hệ miễn dịch nè, tốt cho tim mạch, gan, thận và cả cho não nữa. Oh, hay vậy. Nhưng mà mình làm cách nào để phát huy tác dụng của em? Cái này chắc đốc tôi khỏe nói cho chính xác. Trước tiên, nói đến rượu vang nho, thứ quen mà sang chảnh nhất, phụ nữ mỗi ngày dùng 100ml, nam giới mỗi ngày dùng 100-200ml, có tác dụng cường cân cốt, khư phong thấp, lợi tiểu tiện, đại bổ khí huyết. Vậy mà con cứ tưởng rượu vang không tốt cho sức khỏe chứ? Đó là khi chúng ta uống quá nhiều thôi, hoặc là loại rượu giả, pha nhiều quá chất. Còn nếu là vang được lên men từ nho thì tất nhiên là tốt rồi. Vậy còn món nho khô thì có lợi gì không đốc tôi khỏe? Nho khô nếu dùng mỗi ngày từ 10 đến 20 gram thì bổ phổi, chữa ho có đàm, rất tốt cho hệ tiêu hóa nữa. Ồ, bất ngờ nha. Đình Toàn tưởng là nho mình bán ế, mình phơi khô, mình ăn chơi thôi. Ai ngờ cũng là một vị thuốc nữa. Ngoài nho khô ra thì nho tươi cũng rất tốt đó. Nếu chúng ta lấy 50 gram nho tươi ép lấy nước uống hàng ngày thì có tác dụng thanh lọc cơ thể, tốt cho người viêm họng, suy nhược cơ thể đó nha. Hay quá đốc tôi khỏe. Nhưng mà Đình Toàn nghĩ là đốc tôi khỏe nên nghiên cứu làm sao á để Việt Nam mình trồng được cái giống nho không hạt đi. Chứ cái hạt nho chát á, ăn mất công phun phèo, mệt. Vậy là MC chưa biết được công dụng của hạt nho rồi. Ủa, hạt nho mà cũng có công dụng nữa hả? Công dụng gì, đốc tôi khỏe nói cho Đình Toàn nghe với. Muốn nghe thì hãy để chương trình sau đi nhá MC. Giờ đã đến lúc Đốc Tự Khỏe đi thăm mẹ rượu Đốc Tự Khỏe mới ngâm rồi. Tạm biệt nha. Tạm biệt khán giả. Thôi được rồi, tạm biệt Đốc Tự Khỏe. Tạm biệt nha. Và quý vị khán giả, vậy là chúng ta phải chờ đến chương trình sau mới có thể biết được công dụng của hạt nho. Quý vị nhớ lắng nghe và đừng bỏ qua nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.